Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của tôi Việt Nam. Thì nội dung video ngày hôm nay mình đi quay cho mọi người vườn hoa hồng đào cổ và hoa hồng bạch xếp. Tặng hoa hồng bạch cổ này và hoa hồng đào cổ này thì nó là cây thân bụi nhưng mà rất là to, cao và tán rộng. Hoa thì đang rất là nhiều. Cây này thì có vườn này thì có chiều cao trung bình nó rơi vào tầm 2 mét, 2 mét, và tán rộng nó rơi vào tầm 2,2 m tới 2,5 m. Cái dòng này thì là dạng bụi thì không không có thoát thân đâu. Cũng nếu mà có, nếu mà tính ra thoát thì nó rơi tầm khoảng độ 20 thôi. Đây là form hoa hồng bạch xếp này. Đấy, gió này có thể rằng là nó hơi nó cứ bay bay, nó cứ bay bay. Hôm nay là ở miền Bắc thì là khí hậu hôm nay là ngày đầu tiên là nó bắt đầu nắng rồi. Bắt đầu nó nắng. Nhưng mà 1-2 hôm nữa là rét thì không biết rằng là nó thế nào. Nhưng mà cứ cái thời tiết mà nó cứ rơi tầm khoảng độ từ 18 cho đến 28 hoặc là 35 độ đổ lại thì cây hồng là nó sinh trưởng phát triển rất là khỏe nhá. Đấy. Khi mà mọi người tới mua cây hay là tới các cái nhà vườn hay là tìm hiểu về cây thì mọi người nên nhìn vào, thứ nhất là hoa này, lá này, tán này, xem nó có tròn không này. Hoa thì nó có bị xoăn hay là các cái triệu chứng nào mà nó yếu yếu cây không. Lá thì nó phải xanh và không bị xoăn. Đấy, nó không bị các cái bệnh như phấn trắng hay là các cái bệnh như là cái gì nhỉ? Quên, sự tự nhiên lại quên mất cái tên của một vài cái bệnh ấy rồi. Bệnh phấn trắng này, rồi là tán thư. Đấy, một số cái bệnh cơ bản thôi. Mình cứ nhìn vào cái lá và cái ngoại quan của cây là mình có thể nắm bắt được là cái cây này nó có bệnh hay là nó khỏe hay không. Đấy, đây là một cây hoa hồng bạch xếp này. Đây là một cây hoa hồng bạch xếp tiếp theo. Đấy, hoa hồng bạch xếp tiếp theo. Cây này thì cũng vậy, cây này có chiều cao trung bình là 2,2 m và tán rộng là 2 m. Với cái dòng cây như thế này thì nó là hình nón nhá. Hình nón nhá. Ở dưới thì nó to và ở trên thì nó có những nên thành cái chóp nhỏ hơn. Đấy. Mình sẽ đi vào bên trong. Đây cũng là một cây cây hoa hồng bạch xếp này. Cây này thì cũng có chiều cao trung bình là 1 m, bây giờ tầm 2,2 m và tán rộng là 2,5 m. Đấy, form hoa hồng bạch xếp. Nếu mà đếm hoa thì mình cũng không đếm hết được đâu. Nhưng mà để tính sơ sơ nó cũng rơi tầm khoảng độ 200 bông này, đến 250. Đấy. Để lấy sơ thôi nhá. Cái này thì nếu mà để nó đang nở tầm khoảng độ 30% bông hoa thôi. Cái dòng hoa này là hoa cánh kép nhé. Nếu mà nó nở, để mà nó lở hết các cái bông hoa ở trên cây như vậy thì nó rơi tầm khoảng độ 1 tháng. Đây, đây. Để một vài hôm nữa thì cái cây này nó nở hết ra thì nó rơi vào, thì nó nhìn nó trắng hết cả cây luôn. Đấy, bướm bay, bướm bay, bướm bay. Đấy. Đây là một cây hoa hồng bạch xếp này. Bên này thì là cả bạch xếp. Với mà cái dòng hoa hồng bạch xếp và hoa hồng đào cổ nhá, mà mọi người nó đang ở trong hiện trạng nụ nhá, đang ở trong hiện trạng nụ thì mọi người rất là khó phân biệt. Đấy, rất là khó phân biệt hai cái dòng này. Chỉ khi nào mà nó chúm chím nở thôi thì nó sẽ một bên là hồng và một bên là trắng thì mọi người có thể phân biệt rõ hơn. Đây này. Đây là cây hoa hồng bạch xếp nhá. Đấy. Đây. Đây cây hoa hồng bạch xếp tiếp theo. Đấy, hoa bướm rất là nhiều này. Hôm nay thì mình cũng đi quay vào tầm cuối ngày, nó rơi vào tầm độ 5 rưỡi rồi, 5 giờ 5 rưỡi rồi. Nên là thứ nhất là nó mát, thứ hai rằng là nếu mà quay vào buổi chiều nắng ấy, thì hoa nó thường nó hay rủ xuống, nó hay rủ xuống thì nhìn nó không được đẹp. Còn quay tầm chiều tối này thì cây nó bắt đầu nó lại vươn lên ấy, nó ngóc cổ lên ấy, thì cây nó bắt đầu nó khỏe hơn, nhìn nó mượt hơn. Đấy. Với các cái dòng hồng này thì tất cả nó đều là ở trên bịch hết mọi người nhé. Tất cả trên bịch cao, bịch nổi hết. Thì rễ hiện tại nó vẫn đang ở trong cái bịch này, chưa ăn ra ngoài mấy đâu. Để ăn ra ngoài thì nó rơi trong một vài tháng nữa thì nó ra được. Nhưng mà tất cả các rễ chủ đạo, các cái rễ to, rễ chính thì nó nằm ở trong các cái bịch kia. Còn rễ ra ngoài thì là chỉ mình gọi là cái rễ, chỉ 10% các cái rễ mà nó ăn ra ngoài thôi. Nên là vận chuyển hay là gửi cây cho mọi người thì nó không bị chột hay là hao hụt đâu. Đi mua cây thì mọi người nên chú ý một chút là các cái là cây dạng đất hay là dạng bịch. Đấy,
Nếu mà cây dạng đất ấy thì là phải cắt hết hoa. Bởi vì khi đánh cây là sẽ đánh bầu đất ấy, thì là nó sẽ bị chột hết tất cả các rễ. Đấy. Thì là cây mà phải cắt hết hoa đi thì cây nó về nó mới khỏe được. Sau dần dần thì nó sẽ dưỡng rồi nó ra các cái rễ, bộ rễ mới thì nó khỏe hơn. Còn nếu mà cây dạng bịch ấy thì là về là cũng nếu mà có hoa như vậy thì nó vẫn ra hoa như bình thường. Nhưng mà để khỏe cây mọi người nên cắt bớt đi. Lấy tầm khoảng độ 60-70% hoa thôi. Còn đâu là cắt hoa đi để cây nó khỏe hơn đấy. Bởi vì từ môi trường mới đất mà ngoài ruộng mà về nhà thì nó sẽ thay đổi môi trường, cây nó sẽ yếu đấy. Đây. Rồi. Còn đây là cây hoa hồng đào cổ này. Cây này cũng chiều cao là 2m2 mà tán rộng rơi tầm khoảng độ 2m rưỡi. Form hoa hồng đào cổ. Khuyến khích mọi người khi trồng hoa thì nên trồng các cái dòng hoa hồng cổ hoặc là những cái khuyến khích các bác mới chơi đấy, chứ không phải trồng hoa đấy. Các bác mới chơi thì trồng hoa hồng cổ, bởi sao? Hoa hồng cổ thì nó khỏe hơn, nó thích ứng được điều kiện thời tiết nhiều hơn. Nắng thì nó nắng hoặc là ẩm nhiều quá nó vẫn chịu được. Còn các cái dòng hồng ngoại thì thời tiết nó phải lạnh cơ, với cả cần phải cái kỹ thuật nó cao hơn một chút thì mới chơi được các dòng hồng ngoại đấy, và kinh nghiệm cơ. Còn nếu mà mọi người thích chơi hoa thì thích cái dòng nào chơi hoa dòng đấy, cứ chăm nhiều đi thì là tự khắc nó sẽ có kinh nghiệm để mà trồng các cái cây hoa nữa, hay là lứa hoa tiếp theo, hay là các cái dòng hoa thì mình cứ trồng. Nếu mà thất bại thì có thể hoặc là cây nó yếu một chút thì là vẫn theo mình là vẫn bình thường. Tại sao? Bởi vì là nó khỏe mà, nó khỏe hơn. Mình có cái kinh nghiệm trồng hoa đấy, càng mình trồng nhiều ấy thì có thể rằng là một vài cây, một vài các cái nứa hoa đầu thì mình chăm nó chưa được tốt, thì dần dần là mình đúc kết được các cái kinh nghiệm thì cây nó sẽ khỏe hơn. Đó. Như đây là một cái cây hoa hồng đào cổ này, hai cây này tạng như nhau. Đấy, hai cây này tạng như nhau. Mọi người thấy chưa? Tạng như nhau luôn. Đây, hoa rất là đẹp, mình quay xa ra một chút nhé để mọi người có thể nhìn được cái tổng quan nhiều hơn. Cái vườn này cái mình cũng đã có quay một vài clip trước rồi, thế nhưng mà cái hoa và cái cây đúng không, cái tạng cây đúng không, nhìn nó yếu, nhìn bởi vì là mới chuyển sang bịch mà thì cây nó không được khỏe. Còn bây giờ hiện tại thì nó đã ổn định rồi thì mọi người không phải no gì đâu. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, đi quay vào tầm chiều tối này nó cũng mát đấy. Và thứ hai là cái cảm giác của nó cũng cảm giác mới. Bởi từ trước là mình thường thường quay vào những cái buổi sáng và tầm trưa, bởi vì cái lúc đấy rằng là nó thứ nhất là vắng người, thứ hai rằng là mình nói chuyện này nó được thoải mái hơn. Có một anh bảo là anh cảm nhận được là khi mày ở cái chỗ đông người thì giao tiếp nó hơi bị vấp. Đấy, hơi vấp, nói luôn là nó kém. Còn khi mà mày ở một mình thì nói nó kiểu như tự tin hơn ấy. Thực ra ở một mình nói đúng hay nói sai ấy thì cũng chẳng ai nhận xét hay phán xét. Nhưng mà lên kênh này nè, cũng các bác cũng kiểu như là mình cũng biết rằng mình là người không chuyên ấy, nên là cũng không có cái phản hồi gì nhiều về cái giọng nói hay là các cái cách thức truyền đạt. Thường thường mọi người mình đi quay cây này để mọi người ngắm nó là nhiều hơn. Chính ra mình cải thiện cái cách nói này cũng khá là nhiều rồi đấy. Bởi vì là ngày xưa vào cái đợt mình mới làm cách đây hơn một năm ấy, làm kênh thì nói vấp đó, nó không được trôi chảy. Thứ hai là kinh nghiệm của ấy nó cũng chưa nhiều, phong phú. Đấy, thì là cái kinh nghiệm nói thôi. Đấy, thì nó chưa phong phú nên đôi khi là nói thường hay bị vấp. Còn bây giờ thì nói nó đỡ hơn rồi. Vấp thì vẫn còn, nhưng mà đổi lại rằng là những cái chia sẻ thì đôi khi nó cũng tự tin hơn một chút. Bởi vì mình đứng trước ống kính này nó cũng khá là nhiều, quen rồi mà. Tính ra các cái video ở trên TikTok này, Facebook và YouTube này, nó cũng rơi vào tầm khoảng độ nếu tính sơ sơ ra thì nó cũng rơi vào tầm khoảng độ vài trăm video rồi đấy. Đấy. Và khi mình nói hay là mình giao tiếp cùng mọi người trong một cái khoảng thời gian nào đó nó nhất định ấy, thì cây tự khắc là cái mình
chia sẻ hay là những cái lời nói của mình nó sẽ được nhuần nhuyễn hơn. Càng nói nhiều thì sau này thì cái vốn từ hay là những cái đứng tự nhiên trước các cái ống kính thì mình có thể cảm nhận, mình sẽ thấy thoải mái hơn chưa, hay là những cái lúc mà mới đầu. Lúc mới đầu thì mình làm sao mà mình có thể làm được những cái nói nó lưu loát được, nó trôi chảy được. Còn bây giờ thì cứ dựa vào những cái thực tế này là mình cứ nói và giao tiếp cùng mọi người thôi, chứ cũng không có gì phải năn tăn hay là áy náy cả, hay là cảm giác là xấu hổ hay là ngượng này, kiểu như vậy. Bây giờ là cứ thoải mái giao tiếp trực tiếp với mọi người này. Hay là đôi khi rằng mình nói ở đây thì nói với cái điện thoại này và cái cây thôi. Còn sau này đăng lên hình ảnh lên YouTube này, TikTok, Facebook của Zalo này, mặc kệ thôi chứ có ảnh hưởng gì lắm đâu. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy. Thì bác nào mà cần các cái dòng hoa hồng cổ như dạng bụi như vậy thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0354398599 hoặc Zalo 0354398599 nhá. Các cái dòng hoa hồng cổ đào cổ này hoặc là bạch xếp này, dạng bụi và cây nó có cái tạng như vậy thì mọi người có thể liên hệ cùng mình được. Mình sẽ chụp ảnh và gửi video thực tế cho mọi người. Đấy. Vườn bên này thì nó nhiều cái, nó thiên về bên hồng đào cổ nhiều hơn. Còn bên kia thì nó là hồng bạch xếp lẫn với cả hồng đào. Đấy. Thì các cái tạng cây này thì nó cũng xem xem như nhau. Nó rơi vào tầm khoảng độ 1 mét. Nó rơi vào tầm 1 mét 2 nhá, 2 mét 2, và tán lấy là 2 mét 3 tới 2 mét rưỡi nhá. Đấy, ông đào cổ này. Đi qua những cái vườn như này là nó, mọi người có thể hình dung ra được tốt nhất, bởi vì là nó đang là hoa này. Đấy, nó đang là hoa này. Đấy, nó đang là hoa và là lụ thì là mọi người có thể là hình dung rõ hơn. Đấy, vườn này cũng khá là nhiều. Rồi, thì video này cũng khá là dài rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chào mọi người nhé. Mình sẽ đi ra mấy cái cây đằng này một chút, bởi vì là mấy cây này nó khá là đang là to. Đây là như cây này, này. Cây này khá là đẹp này. Đấy, đẹp. Cho lên những cái chậu tầm khoảng độ 1 mét hay là 1 mét 2. Những cái dòng này thì cho lên chậu càng to thì càng tốt, bởi vì là sau này bộ rễ sinh trưởng phát triển nó khỏe thì cái tán và các cái cành và nó vươn ra đẹp hơn. Đấy, nó to hơn. Cũng có một vài các cái quán cà phê hay là các cái nhà vườn to liên hệ thì có thể là các cái biệt thự mà có cái không gian hẹp rộng thì có thể liên hệ với mình được. Mình cũng đã có một vài cái bác liên hệ với mình rồi. Đấy. Nhưng mà đợi nó các bác ấy xong cái gọi là xong xây xong ấy, hoặc là làm xong ấy, thì mình mới chuyển cây được. Đấy. Rồi. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Chào mọi người.